Alo, hello anh em nhé, hello tất cả anh em. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nha em ơi. Lại tôi đây, đấy thì hôm nay tôi và anh em lại tiếp tục vào con thiên đường chơi này. Anh em có thể thấy rồi đấy, con thiên đường chơi này thì có rất là nhiều game cho anh em tham gia kiếm đũa. Ok chưa, rất nhiều game đặc sắc luôn này. Tài xỉu sóc đĩa bầu cua này, bắn cá bóng đá này, sảnh game môn này có hết anh em ạ, vô vàn game luôn. Hôm nay thì có lẽ thì chúng ta sẽ quay lại cái bàn tài xỉu 10 đến 5, đi nhẹ về tay kiếm đũa hàng ngày anh em nhé. Nhẹ vào tay thôi anh em ạ. À, vì những cái phương pháp mà tôi đưa ra cho anh em và những cái tân cầu anh em đi, ngày anh em có thể đi 5 phiên thôi, 5 5 hoặc là nhiều nhất thì là 10 phiên là anh em có thể ngừng được rồi, không cần ngồi lâu. Vì tại vì có rất nhiều anh em phải ngồi rất là lâu, phải đi bao nhiêu trang, mười mấy, 20, 30 phiên. Khả năng là còn toang cơ chứ không phải là nụ đúng không? Đấy, đi phiên này tôi sẽ vào tài anh em nhé. Đây, tôi sẽ vào tài luôn này. Ok chưa? Vị này chuẩn bị tài luôn anh em, chuẩn bị tài luôn. Tại sao? Thì nặn nốt này, tôi sẽ phân tích cho anh em. Nặn nốt đã đúng không? Nặn nốt đã. À. Lục luôn tài anh em ơi, chuẩn luôn này. Chọn tài chưa? Tài 13 luôn anh em. Xin ngay cho mình một em tài 13 rất là hay luôn anh em ơi. Rất hay luôn. Đấy, tại vì sao mà tôi bảo với anh em rằng là phiên này nó đi tài thì tại vì mình phải có công thức đúng không? Phải có công thức, phải có cách đi. Đấy, như thế anh em thấy đang đứng cầu 22 11 22 11 12 thế này đúng không, thì mình đi tài là chuẩn luôn anh em. Đấy, có 11 nên có 13, hoặc có thể là nó đi thêm quả cầu 13 nữa anh em, thì nó sẽ là thiếu con 15. Nhưng thì phát này nó đang thiên về cầu 12 212, thì vậy tôi sẽ vào xỉu 3 mới anh em nhé. Khi mà mình đụng được phiên đầu rồi thì đến phiên thứ hai, anh em nhé, mình sẽ đi đều lại. Ok chưa? Đấy, đi đều lại nào ổn. Bây giờ thì anh em kiếm đũa thì con vô vàn game luôn anh em, có rất nhiều game luôn. Mình cứ ghi là nhiều game rồi, nhưng mà quan trọng là con game nào chất lượng, quan trọng là con game nào ok để mình đi thôi, để mình đi những cái tân cầu hay thôi. Chứ còn thực ra thì anh em mỗi người có một sở thích đúng không? Mà khi mà anh em đã xem đến video này, rồi thì đều là những anh em đang tìm những cái phương pháp để kiếm đũa. Đấy, chuẩn lên 13 này, kép 11. Đấy, nhiều khi vẫn đi được mà. Nhưng mà thôi, mình cứ theo phiên cầu đi. Để phát thứ hai mình gấp anh em. Phát thứ hai mình gấp 11, 13, 11 thì bài sẽ xỉu anh em nhé. Nó đang đi 11 nhiều, nó không đứng được bền đâu. Đang đi 11 nhiều, nó không đứng được bền dài đâu. Nó hay đi 13 thôi, 13 với 12. Thì bắt đầu tôi sẽ gấp và xỉu luôn anh em ạ. Gấp và xỉu luôn. Đấy, đi luôn và xỉu. Ok chưa? Đấy, thì anh em nào muốn tham gia game đũa hoặc là muốn học hỏi những cái phương pháp, có thể là anh em mình giao lưu những phương pháp cầu kèo. Đấy, để làm sao mà mình đi những cái tân cầu hay kiếm đũa hàng ngày, giúp đỡ tất cả anh em, thì anh em có thể là tải game về. Link game tôi để bên dưới cho anh em. Khi anh em tải game về, anh em sẽ được nhận gift code từ 10k đến 88k. Anh em pem lên 1 nít là anh em có thể nụm đũa rồi. Min của con game này chỉ có 1 nít thôi anh em. Min của con game này chỉ có 1 nít thôi. Rất là hay, rất là ok. Đấy, không phải đi đâu xa, link game bên dưới anh em nhé. Đấy, ấn vào nó ra thôi. Đấy, tại vì là mình có thể trải nghiệm ở từ cái gift code, cảm thấy ok, hợp thì mình chơi, không hợp thì thôi, bỏ anh em nhé. Đấy, không ép ai cả đúng không? À, tiếp tục vào xỉu 5M này. Xỉu đẹp luôn như 13631, xỉu 10 luôn anh em ạ. Đụng ngay 5M này, là 10M này. Ok chưa? Đụng ngay rất là ngon luôn. Đấy, về ngay xỉu mà. Về ngay xỉu, nhưng mà phát này về xỉu hơi săn nút, nếu mà nặn góc bên tay trái là hơi run. Nặn sau 3 hơi run. Con 10 à? Vậy ra con 10. Ok, con 10 xem đường dây em nào. Chi ngầu 1 song song, chi ngầu 2, chi ngầu 3 lên xuống. Theo tài tiếp anh em nhé, quay về 1-1 tiếp. Đấy, quay 1-1 tiếp, giờ tôi sẽ đi đều. Đấy, thì anh em nào thấy clip của tôi hay thì hãy cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và nhớ bấm cho thông báo nhận clip mới. Ngoài ra thì em có thắc mắc gì về game, comment dưới video, tôi giải đáp tất cả những thắc mắc cho anh em một cách ok nhất và chi tiết nhất. Ok chưa anh em? Đấy, và có rất nhiều những phương pháp hay ở con thiên đường ở chơi này, chứ không chỉ là mình đi xuống như này anh em ạ. Không chỉ là mình phân tích thoáng qua như này đâu anh em ơi. Tôi còn có những cái clip nó phân tích chi tiết hơn anh em. Chi tiết, rất là chi tiết. Ok này, 3M2 và tài. 3M2 và tài anh em nhé. 3M2 và tài đi. Cứ từ từ thôi. Đấy, đi nhẹ nhàng, đi nhẹ nhàng. Ok chưa? Đấy, ngày anh em đi 5-10 phiên này, anh em đã có 5-10M cực kỳ là dễ dàng anh em. 5-10M cực kỳ hay, cực kỳ là dễ dàng. Ok chưa? 4-5-6 lụ ngay. Đấy, lụ ngay đúng không? Lụ ngay, quá tuyệt vời luôn anh em. Quá tuyệt vời luôn. Ấy thì có lẽ là thôi, tôi cũng xin phép là dừng clip tại đây. Hẹn tất cả anh em ở những clip sau.
Đấy, cầu thì vẫn rất là đẹp đấy. Có lẽ tôi sẽ đi một hai phiên nữa. Ok chưa anh em? Có lẽ đi một hai phiên nữa đấy. Đấy, nên thôi anh em nhé. Phiên này chắc chắn là chỉ ô lại về 1-1 rồi mà. Thôi, bye bye anh em.